tiếp theo tập trước khi một tia kiếm ý lao vào đánh lang xương, la chính đã xuất hiện hắn vung kiếm chém một phát lập tức kiếm ý của vương tiêu đã bị chém nát vương tiêu gần giọng hỏi dám ra tay với ta một kiếm vừa nãy ta đến ngay cả một nửa sức mạnh cũng chưa dùng tới thù ngươi giết vương trạch ta vẫn chưa báo hôm nay thù mới thù cũ cùng nhau kết thúc thế nào lang xương thấy vương tiêu xông đến vội vàng nhắc nhở la chính cẩn thận đúng lúc này một tia kiếm ý từ trên chân ý kiếm các phòng xuống lại động thủ với một cô nương ở trong long thành chán sống rồi sao Bù một nhát, thanh kiếm trong tay Vương Tiêu đã bị nổ tan. Vương Tiêu hoảng hồn, cái gì? Truyền âm này, chẳng lẽ là người bảo vệ chân ý kiếm các quen tiểu cô nương này sao? Lúc này có người chạy đến và nói, "Đội trưởng Long Thành đang còn ở đây, ai dám động thủ trong Long Thành, có biết hậu quả không?" Vương Tiêu chỉ mặt Lăng Sương và nói, "Tả đại nhân, là ác nữ kia." Cô ta một lời không hợp đã chặt đứt một cánh tay của Đồ Nhi ta. Tên họ Tả kia hỏi, "Hắn nói thật không, là cô động thủ trước sao?" Lăng Sương liền hỏi, "Là ta, thì sao? Ta giết hắn thì sao nào?" tên họ tả tức giận quát ngươi nói cái gì lại dám kiêu ngạo đến mức như vậy đúng lúc này tiếng truyền âm lại vọng ra tả khâm cô nương này không phải là các người có thể chọc vào được đâu tả khâm giật mình là truyền âm chân nguyên của thanh đại nhân lúc này vương tiêu đần mặt ra nghĩ tả đại nhân đừng dừng lại lăng xương lại hỏi sao không nói chuyện nữa ngươi muốn thế nào tả khâm nịnh nọt nói không không sao cả ngài có thể đi lăng xương thản nhiên nói như vậy còn được sau đó cô ta vẫy tay về phía chân ý kiếm các nói cảm ơn thanh bá nhé lang sương nói với la chính ta vẫn chưa xuống núi bao giờ chi bằng đưa ta đi dạo long thành được không la chính tán thành được đi thôi vương tiêu trầm mặc nhìn theo bóng dáng bọn la chính sau đó hắn quay sang hỏi tả khâm tả đại nhân bọn họ làm trái với quy củ của long thành lại thả đi như vậy sao tả khâm đặt tay lên vai vương tiêu vương kỳ chủ có một vài người không phải là ngươi có thể chọc vào được đâu tiểu cô nương này nếu như đã mở miệng để ta giết ngươi ta cũng phải nghe theo ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi vương tiêu liền hỏi cô ta rốt cuộc có thân phận gì tả không nhắc nhở nề mặt của lưu minh chủ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi không nên hỏi thì đừng hỏi vương tiêu đần mặt ra nói ta hiểu rồi trong lòng lại nghĩ không ngờ tiểu tử kia lại quen biết được với nhân vật bậc này nửa canh giờ sau ân nguyệt hoàn nói với la chính đó là tháp sinh tử nếu như mâu thuẫn lớn đến mức không thể điều hòa có thể quyết một trận sinh tử ở trong đó la chính lại nói thảo nào tòa tháp này lại tỏa ra sát khí ân nguyệt hoàn chỉ vào một tòa nhà rồi nói bên đó là tịnh huyết điện đường Nghe nói lúc lên làm minh chủ sẽ được thưởng một giọt máu của đế thần. La Chính lại hỏi: "Máu đế thần?" Lăng Xương lại hỏi: "Chính là huyết mạch đế thần của thiên cung chúng ta." Ân Nguyệt Hoàn hỏi: "Tiểu Xương thì sao? Hẳn là huyết mạch của cô cũng không đơn giản đúng không?" Lăng Xương đáp lại: "Cái này là bí mật." "Được rồi, đã đến cửa rồi, ta phải đi đây." La Chính đáp lại: "Hôm nay cảm ơn cô, vậy gặp lại nhau ở biển chân ý." Ân Nguyệt Hoàn nói với La Chính. Mới đó mà đã một ngày trôi qua, được rồi, bây giờ chúng ta cũng quay về thôi. Một nén hương sau bên ngoài Long Thành, một tên vui vẻ nói, là kỳ chủ đại nhân. Thu Tư Nguyên cũng nói, kỳ chủ đại nhân quay lại rồi. La Chính ngạc nhiên hỏi, sao các người đột nhiên lại gọi ta như vậy? Thu Tư Nguyên giải thích, chúng ta thương lượng xong rồi, vốn dĩ huynh chính là kỳ chủ của chúng ta, đương nhiên không thể gọi là La Chính huynh rồi. Kỳ chủ đại nhân, không biết trong Long Thành có gì vậy? Kỳ chủ đại nhân có chứng kiến được gì hay không? La Chính trả lời, Long Thành không khác gì thất tinh thành, nhưng mà ngược lại đã mua được một vài kiếm điển chân ý. Nghe xong đám Nguyệt Bạch Thành hỏi lại, kiếm điển chân ý là thần thông chân ý sao la chính đưa ra một đống đồ rồi nói không sai ta đã chọn được rất nhiều trong chân ý kiếm các cho các người tùy ý lựa chọn mấy người gieo lên ti vũ kiếm điển lục đây là kiếm pháp do học cung chúng ta tu luyện còn có ẩn phong kiếm thần thông là ách lam kiếm điển la chính ngạc nhiên hỏi trong các người có vẻ như giành lắm lẽ nào các người đã từng gặp qua rồi sao nguyệt bạch thành nói chưa gặp qua nhưng chúng ta đều từng đọc qua kiếm hối danh lục tên của những kiếm điển vừa rồi đều được ghi chép lại trong đó kiếm hối danh lục chia kiếm điển chân ý trong thiên hạ thành 6 cấp, hơn nữa tất cả kiếm điển mà kỳ chủ mang về đều thuộc kiếm điển cấp 4, trong đạo kiếm cung chúng ta chỉ có 7 bản kiếm điển cấp 4. La Chính cũng hiểu ra, hóa ra là thế, ở chỗ ta có mấy quyển là đặc biệt chọn cho Nguyệt Bạch Thành các người, nhưng ta không biết đây là kiếm điển cấp mấy. Nguyệt Bạch Thành đáp lại, Tam Phạn Thần kiếm điển, Thần Hà Thế kiếm điển, đây đều là kiếm điển cấp 6. Trên kiếm hối danh lục thuộc về thần thông chân ý cấp cao nhất, kỳ chủ đại nhân lấy được những kiếm điển này, có lẽ đã bỏ ra cái giá không nhỏ. La Chính đáp lại, không cần phải để ý đến giá cả các người chỉ cần an tâm tu luyện là được nghe xong cả đám lại cung kính nghe lời vâng đa tạ kỳ chủ đại nhân la chính hỏi ân nguyệt hoàn ân kỳ chủ ta đi tu luyện kiếm điển trước đã ân nguyệt hoàn đáp lại la kỳ chủ cố lên la chính ngồi suy nghĩ trước tiên sẽ xem quyển dung thần kiếm điển này trước thế nào là chân lý từ cổ trí kim chân lý đặt tại tứ hải vẫn là chân lý dung đạo là mơ mộng hão huyền thế gian vạn vật đều sẽ thay đổi nguyên lý của nó hợp lại thành một luôn luôn là vậy la chính lại nghĩ sao cảm giác giống như đây không phải một môn thần thông trái lại giống như một cảm ngộ tâm đắc của đông hoàng đối với dung đạo chín năm hai bảy cười phá lên hát 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 quả thật là suy nghĩ của tên đó dã tâm còn rất lớn thực sự cho rằng mình đã lĩnh ngộ được chân lý kiếm đạo la chính lại nghĩ xem ra năm đó dung đạo còn rất thịnh hành chín năm hai bảy lại nói đương nhiên nếu thực sự có thể dung đạo có thể lĩnh ngộ toàn bộ chân lý trong năng lượng đại nhất thống vượt qua toàn bộ cổ thần hồ nội thậm chí vượt qua cả quá khứ lẫn thời gian gì đó đạt đến bất hủ thật sự ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc này chỉ đáng tiếc cuối cùng đều tuyệt vọng hiện tại chắc cũng chỉ mình ngươi là còn chưa chịu từ bỏ la chính cũng nghĩ ta cũng không có ý định từ bỏ hú chi năng lượng dung đạo vốn cũng không yếu sau đó hắn tròn mắt ngạc nhiên hỏi nội dung phía sau ba thức của dung thần kiếm điển Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!